Mùa thường niên NBA chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khép lại. Các đội bóng top đầu như Utah Jazz và Brooklyn Nets đã nắm chắc một suất có mặt tại playoff. Nhưng vẫn còn đó cuộc chiến tránh phải chơi play-in của các đội top giữa. Chẳng câu lạc bộ nào muốn phải căng não ở những vòng đánh play-in cả. Vì vậy với họ, mỗi trận đấu phần còn lại đều là những trận chung kết. Dallas Mavericks và Golden State Warriors là những đội đang trong hoàn cảnh như vậy. Ngựa hoang vùng Texas sau 3 trận thắng đã phải nhận thất bại khá đau trước đội bóng cửa dưới Sacramento Kings. Luka Doncic và các đồng đội đang đứng thứ 6 bờ Tây, một vị trí chắc suất vé playoff. Thế nhưng, chỉ cần một trận sơ sẩy, họ sẽ đánh mất tấm vé quý giá ấy, bởi các đội phía sau đang bám đuổi rất gắt gao. Về phía Golden State Warriors có phần khó khăn hơn. Dẫu các chiến binh cầu cổng vàng vừa trải qua 2 trận thắng, nhưng họ vẫn dậm chân ở vị trí thứ 10. Giữ được suất đánh play-in bây giờ cũng là bài toán khó dành cho Steve Kerr và các học trò, chứ chưa nói đến chuyện chắc suất ở vòng loại trực tiếp. Tôi muốn đội có được vị trí cao nhất có thể trên bảng xếp hạng. Nếu chúng tôi có thể tự sức leo lên top 6, điều đó thật tuyệt vời. Draymond Green không giấu giếm mục tiêu của bản thân, cũng như cả đội. Có thể thấy cả hai đội chẳng có lý do gì để khoan nhượng trong cuộc đối đầu hôm nay. Chính vì thế trận đấu giữa Dallas Mavericks và Golden State Warriors nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Không chỉ vậy, cuộc đối đầu này là dịp để hai cầu thủ đang trong cuộc đua MVP Luka Doncic và Stephen Curry tranh tài với nhau. Hoàng tử châu Âu đang có phong độ khá tốt ở những trận gần đây, không chỉ cáng đáng trọng trách ghi điểm, Luka còn hoàn thành tốt vai trò điều phối lối chơi của bầy ngựa hoàng. Trong bối cảnh người bạn cùng châu lục là Porzingis phải điều trị chấn thương, Luka đã phát huy rất tốt tư chất thủ lĩnh của mình. Còn về phía Stephen Curry, tháng 4 quả là quãng thời gian tuyệt vời với đầu bếp. Mỗi lần Curry ra sân, các nhà thống kê lại phải thông báo thêm những kỷ lục mới. 13 trên 14 trận ghi trên 30 điểm. Ngoài ra Curry vừa vượt qua kỷ lục cũ của thần dâu James Harden để trở thành cầu thủ có nhiều quả 3 điểm thành công nhất trong một tháng. Quan trọng hơn, chúng ta được chứng kiến một Curry ra dáng thủ lĩnh như vậy khi anh đã đưa Warriors ra khỏi vùng đáy bảng xếp hạng để giờ đây có cơ hội quay lại vòng playoff. Tính từ đầu mùa, Warriors và Dallas đã gặp nhau 2 lần, đều diễn ra tại American Airlines, sân nhà của bầy ngựa hoàng, mỗi bên chia nhau một trận thắng. Trong cả hai trận đó, Curry đều thi đấu xuất sắc, đặc biệt là chiến tích ghi 57 điểm trong ngày 6 tháng 2. Chính vì vậy, không ít người hâm mộ đặt niềm tin rằng bếp trưởng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy phong độ hủy diệt và đưa Warriors đến chiến thắng ngay tại sân nhà Chase Center. Thế nhưng ngày hôm nay, đầu bếp tuy vẫn xào nấu, nhưng nhà hàng Warriors lại đóng cửa trước Dallas mất rồi, như lời huấn luyện viên Steve Kerr ca ngợi. Trận đấu lớn nhất năm đã kết thúc trước khi nó bắt đầu. Nếu bạn có bỏ lỡ trận đấu sáng nay và chỉ xem tỷ số, có lẽ bạn đã không tin những con số trên bảng điểm là sự thật. Một tỷ số cách biệt quá lớn, lớn đến mức không tưởng giữa hai đội bóng có đẳng cấp và phong độ tương đương nhau, 133-103, cách biệt tận 30 điểm. Điên rồ đúng không? Thế nhưng khi xem lại những diễn biến trên sân, các bạn sẽ thấy chẳng còn gì ngạc nhiên nữa, bởi đoàn quân huấn luyện viên Steve Kerr sáng nay thi đấu chẳng khác gì các học sinh trung học phổ thông. Ngay từ những phút đầu tiên, các vị khách đã tổ chức tấn công liên tục khiến đội chủ nhà phải gồng mình chống đỡ. Dẫu không có sự phục vụ của big man chủ lực Kristaps Porzingis, thế nhưng Dallas vẫn cho thấy sự vượt trội hơn hẳn Warriors ở khu vực hàng trong. Các bạn tin được không? Warriors chỉ có 6 lần đưa bóng vào rổ trong hiệp 1, tính cả ném phạt. Hai trong số đó đến từ những cú ném 3 điểm của Curry. Điều đó cho thấy Dallas hoàn toàn làm chủ khu vực cận rổ. Bên cạnh việc đội khách phòng ngự tốt, còn phải kể đến sự vô duyên khó tưởng của đội chủ nhà. Liên tục là những pha lên rổ hụt, ném bóng không đúng địa chỉ của những Kelly Oubre, Andrew Wiggins, Kevin Looney hay cả chính Stephen Curry. Đầu bếp ngoài hai phát súng ngoài vòng 3 và những quả ném phạt chính xác, anh không để lại dấu ấn nào khác trong 12 phút thi đấu đầu tiên. Bên cạnh việc nguội tay trong những đợt tấn công, việc Curry bị chăm sóc quá đặc biệt khiến anh không có quá nhiều không gian hoạt động. Phải dành lời khen ngợi cho Trey Burke khi hậu vệ 28 tuổi này đã làm tốt nhiệm vụ khóa chặt Curry. Theo kèm Curry là một trong những điều khó nhất ở bóng rổ hiện tại, và Trey Burke đã vượt qua được bài thử thách ấy. Cậu ấy theo kèm Curry ở khắp mặt sân, nhờ đó toàn đội đã có thể thi đấu tốt hơn. Huấn luyện viên Rick Carlisle của Dallas chia sẻ sau trận. Đội bóng vùng vịnh đã có 9 phút siêu tồi tệ ở hiệp 1 khi không có một lần đưa được bóng vào rổ. Nhận thấy học trò cưng thi đấu dưới sức, huấn luyện viên Steve Kerr đã rút Curry ra ngoài nghỉ ngơi ở đầu hiệp 2. Điều đó đồng nghĩa với việc sức mạnh hàng công của Warriors bị giảm sút nặng nề. Không còn Curry trên sân, đồng nghĩa với việc mối đe dọa từ ngoài vòng 3 gần như không còn. Các thủ Dallas chủ yếu tổ chức phòng ngự vòng trong, và như tôi đã đề cập ở trên, Warrior không thể đọ sức với bầy ngựa hoang ở khu vực này. Các big men của Dallas gần như bóp nghẹt mọi pha xâm nhập của Warriors. Kết quả hiệp 2 cũng giống như hiệp 1. Các chiến binh vùng vịnh chỉ ghi vỏn vẹn 17 điểm, còn các vị khách vượt lên dẫn trước với cách biệt rất xa. Và hiệu suất ghi điểm của Warrior trong hai hiệp đầu tiên chỉ khoảng 20%. Ngay cả các vị khách cũng ngạc nhiên trước sự nguội tay bất ngờ của đội chủ nhà.
Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra hôm trước. Thật điên rồ, họ không thể ném trúng đích quả nào, tôi chẳng biết diễn tả làm sao nữa. Tiền phòng, Maxi Kleber bày tỏ sự bất ngờ của mình trước màn trình diễn của đối thủ. Hai hiệp đấu còn lại, các cầu thủ Warriors đã chơi khởi sắc hơn, đặc biệt là Stephen Curry. Đội trưởng vùng vịnh đã trở lại với đẳng cấp vốn có của mình khi là đầu tàu kéo điểm cho đội. Đầu bếp vẫn chiêu đãi khán giả các món ăn quen thuộc. 27 điểm, trong đó có 5 trên 9 cú ném 3 đi đúng địa chỉ, đã giúp Curry gia tăng kỷ lục ném 3 nhiều nhất trong một tháng lên con số 90. Nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa khi ngày hôm nay sân khấu thuộc về các thủ Dallas Mavericks. Luka Doncic vẫn là gương mặt phá hỏng bữa tiệc của Curry. Hoàng tử châu Âu đã có màn trình diễn tuyệt vời với 39 điểm, hiệu suất trên 65%, 4 trên 10 cú ném 3 chính xác cùng 8 đường kiến tạo và 4 lần cướp bóng thành công. Đây đã là trận thứ 6 trai đẹp người Slovenia có cho mình trên 30 điểm. Tuy rằng khó có thể cạnh tranh danh hiệu MVP, nhưng nếu giữ vững phong độ này, việc có mặt trong top 3 là điều hoàn toàn có thể. Ngoài Luka, các kép phụ như là Tim Hardaway, Nicolò Melli hay là Finney Smith đều thi đấu tròn vai có cho mình 13 điểm. Có thể thấy các đợt lên bóng của Dallas hôm nay hiệu quả hơn hẳn đội chủ nhà. Bầy ngựa vùng Texas có hiệu suất ghi điểm tận 50,2%, hơn hẳn con số 40,5 của Warriors. Sự khác biệt nằm ở khu vực hàng trong, sự lỏng lẻo ở khu vực cận rổ đã khiến đội chủ sân Trey Center phải trả giá. Dallas đã có được tận 50 điểm ở khu vực 3 giây, trong khi đó con số này bên phía Warriors chỉ là 34. Không chỉ vòng trong, khu vực ngoài 3 điểm của Warriors hôm nay cũng bị bắn phá nặng nề. Đội khách có hiệu suất trên 51% ở những cú ném 3, còn đội chủ nhà chỉ là 37,2%. Nhưng lời huấn luyện viên Steve Kerr chia sẻ sau trận đấu: "Tôi không ngại việc hạn hán điểm số, tôi lo lắng về hàng phòng ngự. Tôi cũng lo lắng về chuẩn bị và khả năng cạnh tranh của các cầu thủ. Đó là điều chúng tôi thiếu sót trong trận đấu hôm nay. Tôi là huấn luyện viên trưởng và các học trò của tôi đã không trong tư thế sẵn sàng để chơi tối nay. Rõ ràng là vậy." Khi thấy trận đấu đã an bài hiệp 3 kết thúc, huấn luyện viên Steve Kerr đã để Stephen Curry ngồi ngoài suốt hiệp 4 để dưỡng sức cho chặng đường tiếp theo. Còn thuyền trưởng Rick Carlisle của Dallas cũng để Luka nghỉ ngơi ở 12 phút cuối, tạo cơ hội cho các cầu thủ khác. Kết thúc trận đấu, Dallas Mavericks có được chiến thắng giòn giã với cách biệt không tưởng. Với trận thắng này, họ vững vàng với vị trí thứ 6 và tràn trề cơ hội chắc suất ở vòng playoff. Còn Stephen Curry và các đồng đội, thất bại này đã giáng một đòn đau đớn vào mục tiêu playoff của họ. Đội bóng vùng vịnh đã bỏ lỡ cơ hội vượt lên trên San Antonio Spurs trên bảng xếp hạng và gần như chắc chắn sẽ phải phân định thắng thua tại play-in. Đáng tiếc cho Curry, hôm nay anh vẫn thi đấu khá tốt nhưng không thể gánh nổi màn trình diễn bạc nhược của các đồng đội. Tuy vậy, nhìn về phía tích cực, trận thua này sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Steve Kerr nhận ra nhiều vấn đề và họ hoàn toàn có cơ hội sửa sai ở chặng đường còn lại. Hy vọng là Stephen Curry sẽ tiếp tục bùng nổ và đưa Warriors lách qua khe cửa hẹp để đến với playoff. Một mùa giải vắng mặt là quá đủ rồi, đúng không bếp trưởng? Như tôi đã hứa, đang có những điều mới mẻ xuất hiện trên các hệ thống kênh YouTube của bình luận viên Anh Quân và có lẽ là các bạn cũng đã cảm nhận rõ điều đó. Hãy ấn subscribe, ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một video nào, bất cứ một câu chuyện nào mà tôi kể dành cho các bạn mỗi ngày. Cảm ơn đã luôn ủng hộ kênh YouTube của bình luận viên Anh Quân.